một hadith sahih ghi lại, trong lần thuyết giảng ngày thứ 6, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam bước lên bục giảng của người được gọi là mimbar. Bục giảng của người gồm 3 nấc thang. Khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam bước lên nấc thang thứ nhất thì người nói amin. Khi người bước lên nấc thang thứ hai, người cũng nói amin. Và khi bước lên nấc thang thứ ba thì người cũng lại nói amin. Sau đó các vị sahaba radhiyallahu anhum hỏi người. Họ nói: "Thưa thiên sứ của Allah, chúng tôi chưa bao giờ thấy người nói amin khi người bước lên bục giảng giống như lần này. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nghe người nói như vậy. Nguyên nhân cho sự việc đó là gì, thưa thiên sứ của Allah?" Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Khi ta bước lên nấc thang thứ nhất thì đại thiên thần Jibril alaihi salam đến và bảo ta: "Này Muhammad, bất cứ ai trong cộng đồng tín đồ của ngươi còn sống và gặp được Ramadan nhưng lại không được tha thứ tội lỗi thì sẽ ở quá xa khỏi lòng nhân từ của Allah, tức sẽ bị trừng phạt trong quả ngục. Ngươi hãy nói amin." Thế là ta nói amin. Và khi ta bước lên nấc thang thứ hai thì đại thiên thần Jibril alaihi salam lại nói với ta: "Này Muhammad, bất cứ ai trong cộng đồng tín đồ của ngươi khi tên ngươi được nhắc đến với y mà y không salawat cho ngươi thì y sẽ ở quá xa khỏi lòng nhân từ của Allah. Ngươi hãy nói amin." Thế là ta nói amin. Và khi ta bước lên nấc thang thứ ba thì đại thiên thần Jibril lại tiếp tục nói với ta: "Này Muhammad, bất kỳ ai trong cộng đồng tín đồ của ngươi có cha mẹ và sống cùng với y nhưng y không đối xử tử tế với họ thì y sẽ ở quá xa khỏi lòng nhân từ của Allah. Ngươi hãy nói amin." Thế là ta đã nói amin. Thì hadith này được Sheikh Albani xác nhận là một hadith tốt, hasan. Đó là 3 lời dua mà đại thiên thần Jibril alaihi salam đã dua cho 3 việc làm mà người tín đồ Muslim không thực hiện khi Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho họ cơ hội để họ được nhận lòng tha thứ của Ngài. Này hỡi người bề tôi của Allah, nếu bạn gặp được tháng Ramadan rồi bạn để cho nó đi qua mà bạn không nhận được sự tha thứ của Allah subhanahu wa ta'ala thì bạn hãy biết rằng chẳng còn niềm hy vọng nào cho bạn ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala cả. Này hỡi người bề tôi của Allah, này hỡi người có đức tin nơi Allah và cõi đời sau, hãy đón nhận món quà của Allah subhanahu wa ta'ala khi Ngài ban tặng cho bạn. Đừng từ chối nó, bởi đó là sự thiệt thòi to lớn cho bản thân của bạn. Bạn hãy đón nhận tháng Ramadan ân phúc để hưởng được 2 niềm vui lớn: niềm vui của những buổi xả chay cũng như khi hoàn tất tháng Ramadan, và niềm vui khi trở về gặp lại Thượng Đế của bạn như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Lissa'imi farhan farhatan farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi." Người nhịn chay có 2 niềm vui: niềm vui lúc được ăn uống trở lại sau mỗi ngày nhịn chay và sau khi hoàn tất tháng Ramadan, và niềm vui lúc trở lại gặp Thượng Đế của y. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và trợ giúp đám bề tôi của Ngài gặt hái được ân phước của tháng Ramadan một cách trọn vẹn, gặt hái được rahmah và sự tha thứ nơi Ngài subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.